Một loại sữa hạt làm trong 5 phút chính là sữa yến mạch. Không cần máy làm sữa hạt mà chỉ cần một chiếc máy xay thôi. Yến mạch mình dùng loại cán dẹt, có thể rang lên cho nó thơm hơn. Hoặc là nếu không thì để nó nguyên bản thế này cũng được. Nhiều người ngâm yến mạch trước khi nấu sữa nhưng mà mình thấy không ngâm thì sẽ nhanh gọn hơn mà yến mạch cũng đỡ bị nhớt. Mọi người chỉ cần dùng nước đun sôi để nguội thôi và sau khi lọc xong thì cũng không cần phải đun lại trên bếp đâu. Bởi vì yến mạch rất dễ bị nở ra và nhão như cháo. Phần bã này có thể giữ lại để làm bánh pancake nha, nó rất là nhiều chất xơ. Mình tự làm sữa để ăn cùng với muesli đấy. Một phương án nhanh gọn cho bữa sáng hoặc là bữa phụ. Mà mọi người có phân biệt được đâu là muesli và đâu là granola không? Hai cái này khá là giống nhau về thành phần, đều là các loại hạt và quả khô tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên muesli thì sẽ trộn các loại hạt và trái cây sấy rời rạc lại với nhau, không trộn thêm mật ong hay là đường rồi nướng lên để các thành phần có độ kết dính như là granola. Và thường thì muesli cũng không thêm gia vị như là bột quế, bột cacao hay là matcha. Nhiều người không quen thì sẽ thấy là muesli này nó hơi bị ngang ngang khó ăn, còn ai mà đã quen thì sẽ thích cái vị mộc mạc của nó. Mình là Linh và mình không tính calo. Cảm ơn bạn đã xem video.